Xin chào tất cả anh em. Hôm nay bên công ty mình vừa về một cái lô xe đạp địa hình này, xe bánh số 26 dành cho tất cả các bạn nào cao từ 1m50 trở lên nhé. Hôm nay thì công ty sẽ xả giá siêu rẻ cho các bạn luôn. Giá giật mình này. Đây, thì mình quay về chất lượng các nhá. Chất lượng trước, còn bạn nào mà có nhu cầu mua xe thì các bạn xem hết cái video cho mình. Đây, đầu tiên các bạn xem giúp mình. Tất cả tay đề của nó là tay đề Shimano. 7 nút tốc độ líp này, 3 nút tấn đỡ sau này, phuộc nhún này, sơn hoàn toàn bằng sơn tĩnh điện nhé, sơn hoàn toàn bằng sơn tĩnh điện này. Có mối hàn bằng robot 100 mối với nhau 100 mối này. Đấy. Chất lượng của yên này rất là mềm mịn phốt tăng. Đấy. Cụ đề đây mình sẽ quay cho các bạn xem. Dáng rất thể thao. Thì nay công ty mình trả giá siêu rẻ cho các bạn luôn nhé, là 2.480.000 là miễn phí vận chuyển toàn quốc. Tặng kèm cho anh em một bộ chắn bùn loại bằng sắt và một gác băng ga để anh em lắp có thể đi chơi. Có bốn màu chủ đạo cho các bạn nhé, lựa chọn. Đấy, một chiếc xe với giá tiệm trung nhưng mà cấu hình cực cao. Bạn nào cần thì liên hệ trực tiếp đến shop. Xin chào tất cả các bạn.